Anh Văn à, Trang không biết phải nói gì hơn. Những điều Trang cảm nhận được từ trái tim mình, dù điều cảm nhận ấy có thể làm cho anh đau lòng. Khối kỷ niệm của những ngày đèn sách, tất cả giờ còn lại trong tôi. Mày đeo mang, mày gắn bó với lòng mình, dặn tự vẽ bức tranh yêu, tự dệt ước mơ cho mình. Đến khi bừng tỉnh cơn mơ, còn trống lại hoàng cô đơn, ai là tri âm bây giờ? Vẫn đã tự hỏi bao đêm. Trang hiểu anh rất thật tình, đã dành bao thiện cảm cho Trang, nhưng Trang lỡ chọn rồi con đường đi đến tình sẽ quên giấc mộng hôm nào. Tim em đã lỡ trao người, và em chỉ có một trái tim thôi. Dân biết trên đoạn đường để dân đã chậm chân, nên đã để người ta đến trước. Bởi khi bước chân đi tôi đã phân tâm, do dự nên cứ đứng bờ vơ ở ngã ba đường. Người ta qua mặt dân và để lại sau lưng những đám bụi màu. Dân chờ đợi đám bụi kia bay khỏi, mới định hồn chọn hướng bước đi. Nói thế nào thì mình cũng chậm chân, có tiếc nuối cũng chỉ là hoài vọng. Đứng bên này nhìn người ta bước xong đôi, tôi không ghen, sao nghe cố mình nghen đắng. Và Hạ Tần cùng chung lớp, cái tình cảm thơ ngây của tuổi học trò đã biến mất từ thuở Trang và Hạ Tần đặt hai chữ yêu nhau. Tình yêu thì tự nó đến mà thôi, đôi lúc con người không kềm chế được. Vẫn đã bao lần cố kềm chế tình yêu, nhưng chẳng rõ tình yêu nó đến từ bao giờ. Để khi hiện ra thì quá muộn màng, chui thì nói ra được điều mình ấp ủ, còn hơn là cứ giữ mãi trong tim. Có lẽ rồi anh cũng sẽ nguôi ngoai, sẽ biến cái buồn làm niềm vui của hai bạn. Trăng đã lặn rồi phía sau đỉnh núi, mà những sợi tơ vàng còn vương ở đâu đây? Đứng ở ngoài cửa nghe hai đứa mày bàn chuyện tình yêu mà tao thèm chảy nước dãi. Mày là thằng công tử đào hoa số 1, mấy em chạy theo hàng tá thì than gian có nổi gì. Nhưng đó đâu phải là tình yêu. Chứ theo mày gọi đó là gì? Một cuộc chơi. Thôi tụi mình ít khi nào gặp nhau, sẵn đây tao đãi tụi bay một chầu, chịu không? Ừ, còn gì bạn? Vậy thì hai đứa tụi bay ở đây chơi, đợi tao 5 phút nha.
văn. À. Theo mày thằng Tần nó đãi tụi mình thứ gì? Thì chắc là như thường lệ thôi chứ gì. À, sao độ này mày có bến ghé chưa? Bến ghé vẫn là con thuyền lên đên. Còn mày? Vẫn thuyền không bến đổ. Mày nói thật chứ? Dối mày tao được gì? Vậy còn Mỹ Liên? Chỉ là bạn, một tình bạn đúng nghĩa. Hình như mày đang đeo đuổi một bóng hồng nào khác phải không? Có lẽ là như vậy. Đẹp chứ? Dĩ nhiên. Nhưng tao lại không hy vọng. Tại sao? Tại vì cô ấy đang yêu. Mà người cô ấy yêu lại là... Mà thôi, như thế mới là đời phải không mày? Trong cuộc sống, không phải điều gì mình muốn cũng trở thành hiện thực. So với nhiều người thì tao có đủ đầy vật chất, nhưng để tìm một tình yêu đúng nghĩa thì tao cứ mãi lên đên trên đường thiên lý. Mình sẽ dừng chân nơi đâu khi mà có quá nhiều quán trò ở gian đường. Nhưng tất cả chỉ là quán trò qua đêm dài. Đó không phải là một tổ ấm, không phải là chỗ yên bình để tao dung thân. Tao có thể lấy một người vợ đẹp giàu sang, nhưng liệu có sống cho tròn câu hạnh phúc? Mãi lên đến trên dòng đời xuôi chảy, tao vẫn là thằng vẫn cô độc một mình. Chú sói ơi tôi sẽ ở lại đây, mong một ngày kia chú sói quay về để thăm lại rừng núi vùng hoang sa. Làm sao tôi có thể nói ra đây, chỉ mong người hạnh phúc bên nhau, tròn duyên dáng ngầu về nơi chốn kinh kỳ xa mà hồn qua với bao chức tước quyền quý. Còn khủng hoàng xa mệt nè. Thôi chớ nói thêm, tôi đã hiểu rồi, xin người lắp thảm nhắn sầu. Chớ quá âu lo mà mang bệnh trầm kha, thì sẽ khổ cho tôi ở cho thân. Dù ở hoàng cung nhưng tôi vẫn nhớ nơi này, nơi có bao kỷ niệm. Ngày chúng ta tương hội cho vơi nỗi nhớ thương. Chú xoay ơi, phải chăng người về sơn trại mà lòng vẫn gợi nói cung vàng điền ngọc? Phải chăng người ta đã phụ vàng bội bạc mà môi tử
bên kia nữ soái còn mang nặng ở trong lòng. Phận hàng thần lơ lao, nhớ làm gì người bạc nghĩa bất nhân. Chúng mình quen dãy dùng ngang dọc chốn rừng xanh, ngôn ngữ dũng về mà tấm lòng chân thật, chớ không như kẻ kinh kỳ lời trao lẻ chuốc mà lòng già bạc đen già ra khôn đường. À, má à, nước cam xong rồi đây, má uống đi cho khỏe má. Mà nó có gửi tiền nong gì lại cho con ở nhà không hồ? À, dạ, bữa nay cuối tháng má à, chắc là chỉ chưa có lãnh lương. Vài bữa rồi chỉ lãnh lương rồi chỉ gửi chứ lo gì. Mà nếu chỉ không có gửi tiền về thì con cũng đủ tiền để tôi lo thuốc thang cho má được. Má biết không, lúc này con có nhiều tiền lắm á, con... Mỗi tối á, con bán bánh mì cũng lời được 100-200. Hồ. Dạ. Con chịu cực khổ làm ra tiền để đi học, thì con hãy để tiền mà mua sách học và đóng tiền trường. Gần thi rồi, con phải nghỉ bán để có thì giờ ôn bài, còn phải đóng lệ phí thi nữa. Hồ ơi. Dạ. Má đã bất lực, không lo cho con được. Má đừng nói vậy má. Chị hai con phải làm nuôi bệnh của má, nên không đủ sức giúp đỡ cho con. Thì con phải cố gắng mà tự lo lấy tương lai của con. Má hỏi thiệt, con mua bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền lận con? Dạ, con... Nói thiệt má nghe đi. Dạ, con mua con này lại của người ta với giá là 3,000 đồng. Tới 3,000 đồng. Tiền ở đâu con có vậy Hồ? Dạ, tiền của con để dành dụm đóng tiền học phí tháng này và lễ phí dự thi. Dạ. Và tiền vốn con bán bánh mì. Hồ. Dạ. Tại sao con không hỏi má? Má. Má ơi, con biết rằng nếu con nói với má thì má sẽ cản ngăn không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đi đóng tiền trường và lễ phí đợi ngày thi. Nhưng má ơi, nếu không thi được niên khóa này thì con sẽ đợi từ kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tiền trường mà học hành gian dở một năm nữa thì con còn đủ thời gian để học hỏi cả mấy chục năm sau. Chứ má ơi, nếu một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con sẽ hối hận. Có đốt đuốc gọi khắp trần gian cũng không sao tìm được cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đừng khổ nhọc vì con, từ thuở còn xanh nho đến lúc bạc đầu. Từ thuở mẹ con mình còn ở làng tân ngày, còn đi chợ trường An. Con nhớ lúc mà hồi mới hồi cư á, người ta không cho má đi dạy học. Nhà mình nghèo, má phải đi bán chuối chưng, nhiều bữa trời mưa bán ế. Tụi con ăn chuối thay cơm, má căng môi mặt quay vào vách lá mà suối lệ tuôn tràn. Rồi con và chị của con không ăn chuối nữa, buông chén đũa lẳng nhìn nháo như hỏi han về niềm đau của mẹ. Bỗng dưng bông con mắt non nớt của hai con rưng rưng lăn lệ, rồi hai con hòa lên khóc làm cho má khóc lên. Ngoài mưa lạnh vẫn tuôn đổ mãi không mà ngừng.
hai của con than, mình nghèo quá, ba ở đâu không về cho má con mình đỡ khổ. Con mới cãi lại, ba đã chết rồi, còn đâu nữa mà trông. Mình nghèo là tại trời mưa, không có cơm ăn là tại má mình ban ấy. Nghe hai con kể mà má xuống xa, má mới nhìn lên bức ảnh của hình bóng của ba con. Má tự hỏi rằng các con chịu đói là bởi trời mưa, hay là tại má làm vợ mà không có một ông chồng? Con nhớ hồi lúc con đi thi trên trường tỉnh á, con thì mang đôi giày ba ta trắng, má mang đôi guốc cùng lỗi bổ dắt con đi. Chiều ăn trăng khuya nghe tiếng gà gáy sáng, hòa lẫn tiếng của mẹ hiền su văng văng. Âu ơ di dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lèo gặp gình khó đi. Mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi đường đời. Ngày má với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lê long hồn, má reo lên: ôi con của tôi thi đậu rồi. Rồi má quay lại ôm con vào lòng, vừa hôn vừa khóc vừa vui mừng. Ô ơi, trong phút nghẹn ngào môi run run, má bảo: nếu có ba con sẽ được nhiều phần thưởng. Và má cũng được ba con khen tặng là khéo dạy con, để đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má lại khen và nói rằng: sau này tên tuổi của chị em con phải được người đời kính nể. Nhưng mà hôm nay chị hai con đã như thế nào? Đã sao hả con? Trời ơi, sao mà con tức, con giận chị, con ghét chị luôn rồi đó. Kìa, Long Hồ, con nói như vậy sao phải? Con phải thương yêu chị của con chứ. Con Trường An nó thương con nhiều, từ hồi nhỏ nó đã nhìn xưa. Má không có sữa, con phải bú sữa bò. Có lần nó thèm quá nên giật chai sữa của con rồi chúng vô kẹt tủ. Con mới khóc ria lên, má hay được và chỉ con phải chịu bị đòn. Chỉ con trao chai sữa cho má mà miếu máu nói rằng: con thèm quá nên mới lén bú khinh của em con một chút rồi con trả lại. Chớ má đừng mắng chửi con làm chi mà chẳng biết thương em. Ba mẫu ơi, cháu không thể nào giấu che một sự thật. Khi mà Trần Hiếu Tử đã vì bà Phú Quý Vinh quên nghĩa quên ân quên tội cơ hàng, Hiếu Tử đã say sưa trong gan ngọc lòng vàng. Hãy subscribe.
rằng hiếu tử đã quên nghĩa, quên ân, quên tình bạn hữu, quên thuở hàng di, quên đường về quê cũ, có mẹ già tóc trắng màu xương tựa cửa đời con về. Cảnh chiến lại xảy ra, lũ cướp nước xua quân vào làng, thẳng tay cướp hoa. Theo nghĩa cùng ta nhận chìm đò, giết giặc ta chưa kịp đầu quân thì đã vội khúc gươm rồi. Rồi nguyên cớ nào nó lại được làm quan, khi giữa trận chiến nó lại có đầu rút cổ. Mẹ, mẹ ơi, khi con tiễn chàng đi, chừng chàng ngập ngừng không muốn bước, chàng bảo rằng chốn xa trường nhiều suối ít mây. Quyên Quyên ơi, khi lũ giặc đi chìm sâu trong đáy nước, chiếc đầu của tướng giặc là một chiến công. Ta chợt nhớ ra hiếu tử bản tâm đồng, ta cùng hiếu nghĩa dội chia nhau tìm kiếm. Khi ta trở lại bên sông thì hải người đã đi đâu mất dạng. Ta cứ ngỡ rằng nó đã trở lại quê nhà cùng ba mẫu và Quyên Quyên. Rồi một mình ta hối hả bước đầu quân, giữa chiến trận ta cũng không quên tìm trần hiếu tử. Chừng yến giặc ta xin rời bính ngủ, mới hay nó đã là quan tri phủ của quê mình. Nó là tri phủ ở đây à? Ba mẫu ơi, cháu vừa ngỡ ngàng vừa mừng cho bạn nên danh, tiễn diệt về quê ghé qua thăm trần hiếu tử. Bóng cuối mùa thiên quân giặc tới ngõ chùa
chiến tan thương ai biết kỷ nhân hồi. Anh giác súng lên đường đi chiến đấu, xa cách em rồi xa núi đôi. Đường hành quân qua trăm suối ngàn sông, anh vẫn không quên một góc trời quê nhỏ. Sông chắc trong tay anh thầm hẹn ngày trở lại, lối cũ ta về chung bước giữa đường quê. Thường ra tựa cửa đợi anh về, để sánh bước cùng anh trên dòng đôi. Nhưng đến đầu thôn anh mới hay tin sét đâm, rằng người em gái ngày xưa đã về miền đất lạnh. Một ánh sao mai vừa tắt liềm cuối ân trời. Không thể nào tin anh đã mất em rồi, khi hỏi lại người quen anh mới biết em vào vô kịch chiến đấu đến chết dần thiên ngang. Xung dục đòi đóng mái con bào, cô ấy dịu hiền xinh đẹp lại kiên trung. Mấy năm cô ấy làm vô kích, không hiểu vì sao chẳng thấy chồng. Mỗi bước chân buồn in kỷ niệm thân quen. Ngước mắt nhìn lên hai dọc núi, núi chồng núi vợ đứng song đôi. Nắng lụi bóng dưng mờ bóng coi, núi dần đôi mà anh mất em rồi. Năm dài nhớ thương xa cách, nay tôi về thăm lại trường xưa. Dẫu biết rằng không mong gì gặp lại bạn xưa, bởi đôi chân thời gian luôn đều nhịp
bạn hữu ơi, tôi vẫn về đây với tình cảm thiết tha mà ngày tháng qua đi đời đã cho mình. Ai nỡ xem trường cũ thầy xưa như chuyến đò đưa là đứa học trò nhỏ của trường xưa thầy cũ, nay đã trở về từ biên giới xa xôi để giang tay ôm vào lòng kỷ niệm của tuổi thơ, bắt đầu đánh dần từ chữ ê a ấp ủ những mơ ước đầu đời. Tôi trở về đây nghe một trời thương nhớ. Sao mình trẻ lại để nhặt từng cánh phượng tầng ai khi nghe gọi sang hè. Chùm hoa đỏ như đôi môi chấm chiếm nụ cười. Cô bạn nhỏ của ngày xưa ơi, giờ em ở đâu sau bao nhiêu năm biền biệt, có lần nào em về thăm lại trường xưa? Anh còn giữ đây lưu bút của ngày xanh, màu mực tím vẫn chưa phai lời chung thủy. Bạn hữu ơi, giờ ai còn ai mất, thầy giáo cũ bây giờ cuộc sống ra sao? Còn loáng đầy những vết đạn của chiến tranh, nơi mà tuổi thơ tôi lớn lên cùng với bao nhiêu kỷ niệm. Mảnh đời riêng tôi chịu nhiều đau thương bất hạnh. Thời gian ơi, ngày tháng ấy qua rồi. Ngày mà đất cái lầy cái bè giang rền tiếng súng, để rồi tôi trở thành anh giải phóng quân với bước chân vạn dặm, với nhịp sống của non sông đã bừng sáng khắp quê nhà. Mười sáu tuổi tôi đã xa đất mẹ ba dừa, sải bước chân trên khắp miền đất nước và đã bao làng mà dòng sông. Thanh Bình mười mấy năm tôi mới trở về thăm, bao nỗi nhớ mong đã nhuốm lên màu tóc. Trường cũ đứa học trò năm nào nay đã quay về trong sung sướng, vì đã tròn trâu áo mẹ công thầy. Những âm thanh của trường lớp xe lăn bánh đưa tôi về đơn vị,
mà cứ ngỡ như về với bữa cơm chiều khi tan buổi học mẹ chờ con. Cô xa quê hương mấy thấy lòng da diết nhớ mong nơi nuôi dưỡng tâm hồn trọn đời không quên được. Trái tim ai có thành rêu phong đá tan khi nhìn cánh phượng bay trong gió cũng xe lòng. Tôi về thăm lại trường xưa sau những năm dài nhớ thương xa cách. Con đường về bá dừa gió reo trong nắng sớm như tiếng hát ngọt ngào chim trở lại trường xưa.
con lúc nào cũng nhỏ, muốn được mẹ dỗ về khe khẽ bảo con ngoan. Miếng trầu cay cháy cao chát chiều nay, con thèm được mẹ nhai trong vòng tay trẻ nhỏ. Giấy tỏa hương thơm từ nước trầu thấm đo, và kể con nghe những chuyện thở ban đầu. Bà ở đâu vậy? Con cháu ra sao mà phải ăn xin? Bà lặng thinh không trả lời câu tôi hỏi, mà ngước mắt nhìn tôi với vẻ mặt vào phía chiều ta. Chú hỏi làm chi cái điều tôi không muốn nói, hay chú có gì nghi ngại ở tôi chăng? Dạ không, nhìn bà tôi nhớ đến người thân, người ấy cũng vì tôi mà cả đời cớ cực, nên đứng trước bà tôi thấy thương thương, nghĩ đến quyên đường làm tôi rơi nước mắt. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Bà vẫn lặng thinh không chịu trả lời. Mà mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc đồng hồ. Bà hỏi tôi mấy giờ rồi vậy chú? Tôi trả lời dạ thưa 6 giờ.
bà nói: thì tuổi của tôi cũng vậy mà thôi, đã đến lúc bỏ lại sau lưng một gánh hàng buồn. Dẫu ánh sáng đem đến cho đời nhiều vật chất, nhưng thân này đến chết vẫn tay không. Tôi vội vã vào trong lấy ra lon gạo. Bà gật đầu khe khe cảm ơn, cầu cho chú gặp được phước lành, chứ còn tôi chắc không sao đền đáp được. Mấy hôm sau lần theo hướng gầy, tôi mới biết bà đang ở tạm dưới. Không cháu không con, bà sống chỉ một mình. Ra về tôi thầm nhủ, phải làm gì cho bà đỡ khó khăn. Đến khi tôi trở lại thì chẳng thấy chiếu khăn, xóm giềng cho biết rằng bà đã chết. Bà chết đi trong cô đơn quan tịch, giữa mộ chiều đông gió lạnh u buồn. Con người như một ngày đi, lúc đầu như ánh bình minh lo vàng, đánh thức muôn loài sau giấc ngủ bình yên, để bắt đầu cho một ngày mưu sinh lặng lội. Cuộc sống ấy đã đem đến cho con người bao điều lợi lạc, nhưng cũng không ít người bất hạnh đau thương. Như bà sống thiếu tình thương, đến khi nhắm mắt khói hương lạnh lùng. Hoàng hôn phủ mặt trời chìm xuống, xin quy đầu vĩnh biệt một người đi. Ngày mai đây mặt trời rồi lại mọc, tôi ao ước trên đời này ai cũng được bình yên. Đổi
sao lại là anh? Một người quen từ mái trường năm ấy, ai khiến xui cho mình gặp lại dưới mưa đêm não nề như số phận của riêng mình. Bỗng đêm nay cô nhân gọi tên nhau. Ngày ấy xa anh khuyên đò vũ quy dội đưa em rời bến. Cánh phượng trôi theo dòng nước bạc cuộc đời. Trang nhật ký buồn thay những dòng lưu bước ngày xanh. Gánh nặng trên vai làm nụ cười heo. Chồng già những đứa con ngoan, tuổi 17 em theo chồng về bên ấy nên rất dài khờ khi làm vợ làm dâu. Có ngờ đâu những cái nắng giống ở đời đang tuổi mộng mơ đã dội tay mờ. Mình
gặp lại như để mỉa mai những kỷ niệm qua. Thank you.
gạo ba cơm no và đám con thờ. Rầy mía vườn rau chắc thương nhớ đời chờ. Tình quê hương là tình đất nước, nghĩa đồng bào con vẹn thủy chung. Xa cách ngậm ngùi những con phải ra đi, vì nặng gánh non sông chung con làm tròn bổn phận. Mẹ quê ơi chắc ngày thương đêm nhớ, trong đời đám con khờ trở lại quê. Dòng sông nhỏ lượng công, có bóng súng trắng chờ mong người về. Khúc hát năm xưa bóng hiện về đây, bằng tình quê hương trang chưa nghẹn nghẹn trong tim con với biết bao nhiêu là cái niềm vui buồn. Nước mắt tuôn rơi thấm mặn tình người, nhớ ngày xưa các ba các má cùng bà con quê nhà hết già thương yêu. Hình ảnh ấy chúng con luôn chăm sóc nâng niu, nay trở về đây lòng mừng vui vô hạn. Năm tháng trôi qua không làm mình nhòa đi kỷ niệm quê hương ơi sâu nặng ân tình. Dòng bay dấu tình quê giang chưa trong còn, hơi ấm mặn nồng dân già sắc son, còn khắc ghi trong tim trọn cuộc đời không quên. Tạm biệt ra đi vì tương lai đất nước, mẹ kính yêu ơi mai mốt con về. Sớm vừa soi bóng vàng sông, nhớ lòng của mẹ dạt vào tình thương. Quê hương kết trái cho đời, đốm hoa tươi đẹp rạng ngời non sông.